sản phẩm hiệp năng ca áp dụng vật việc đó là sản phẩm hiệp ao dương từng học kia mình men chưa sản phẩm phát đạt để lại rằng bác cả nạp bác vì chuẩn thế chưa bị xe cả cục cơm của tế ao miên sản phẩm hiệp năng sản phẩm hiệp này yếu bài nè đã miên sản phẩm hiệp cục cơm cứ nè đã cầm phong tay bằng hai mục chỉ môi đã rôm sóc rôm tóc chỉ môi bị chun ở giữa về sai sa buôn chân nam rồi mà hỏi mình toàn miên cả đạp bạn nà đã ai chỉ nu cả đạp bạn bị chun bàn tê vật hơi miên nặc la này dây tha hôn sen chọp hơi đồ à hôn sen chọp hơi đồ nó lư sâu phải ăn chân nam mày cho ba hôn sen chọp hai đô cứ chọp năm pi pon mà phơi bay pi pi chôl mà đo năm mà phơi bay nó cứ việc đô pi năm pi pon mà phơi pi mà năm pi pon mà phơi bay hai viên đằng đô pi này cái cà ti phổ mùi từ này cái cà ti phổ bờ bộ nè mần toàn chuyện đầy cu rồi mà hôn sen hai có bộ nè mần toàn chuyện đầy cu rồi bỏ cả nạp bạc vì chút này lại đi. Bộ nạ tới trăm. Hãy ai cho ruộng trăm đòi chuyện cao ý tiết phỏ. Nếch dẫn các đám tên này.